Thôi chào cả nhà, hôm nay em lên cả nhà một cây mai dạ hương nha. Thì cây này là hôm Tết nữa rất là rộ luôn, mà em cho người quen mượn, thành ra là em mới không tàn lại thôi. Rồi cây này vào chậu lật lòng là 50, cây cao 1m2 ạ. À, hoành thân của nó thì tầm 21 nha. Có đế nha, cái này về anh em mình xối ra rồi anh em mình thay chậu đi lại luôn ạ. Cái chậu này thì nặng lắm nha, cái này được thì anh em mình em xe vận chuyển mang được xe tải hoặc là bá bầu đi bưu điện nha. Chị ta em đã gom lại hết rồi, bây giờ nó còn sót lại những cái bông hoa rài này để em quay sát cho cả nhà xem nha. Đó, nhụy rất là đỏ luôn, bông cực kỳ thơm nha. Dòng này dòng giáo bông 2 đến 3 lớp nha, giáo nghệ nở chùm ạ. Đây cái bông đẹp của nó, mình nở là cũng đã cực kỳ đẹp vậy rồi. Còn bông chính nó thì cũng phải hơn 3 ngón tay, nên 4 ngón nha. Cây này thì chi tàn nó rất là nục nha. Dạ năm hết rồi. Này thì đã được 6 năm rồi. Đây dành cho anh em mình sưu tầm hàng giống, với lại là anh em mình thích những giống lông như thế này thì anh em mình sưu tầm về nuôi ha. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu giá mềm cho cả nhà mình sưu tầm ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em ạ. Nhị xè đó hết luôn nè, cực kỳ rực luôn, đẹp quá.